Xin chào các bạn trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại trường tiểu học B Hòa Khánh để xem cái buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòa Khánh lần thứ 10 năm 2020 á. Thì hôm nay vườn trường Hòa Khánh thì làm tổ chức địa điểm khai mạc đó. Mình nói nhầm ở đây là Đại hội Thể dục Thể thao xã Hòa Khánh lần thứ 9 thôi. Tại sáng mình đứng nghiêng cái góc này nè, nó bị khuất cái chữ Y á, mình nhìn thấy là 9 với 10 nữa. Mấy bạn xe bây giờ đang đi diễu hành xung quanh. Đây là phần diễu hành của mấy đội đang tham dự đại hội thể dục thể thao nè của xã mình, mấy cái ấp Hòa Phúc. Đây là đoàn câu lạc bộ KT. Lễ khai mạc đại hội thể dục trước khi mà mấy vận động viên thi đấu thì mấy môn để gậy cái co thì là đây bắt thăm. Rồi mọi người sẽ tập trung lại đây thi đấu hai cái vòng tròn này để chuẩn bị đẩy gậy trong cái mấy vòng này. Đây trọng tài sẽ đọc tên đó, những cái ấp như là ấp Hòa Quý, ấp Hòa Hảo đó, trọng tài sẽ là người phát. Đây là lâu lắm rồi mình hiếm thấy luôn sự kiện trong đời luôn, lần đầu tiên mình thấy tổ chức ở đây. Chuyên thường là tổ chức mà người dân trong xóm mình rất là hiếu kỳ đó, mọi người bà con đó, xem rất là đông luôn. Đây có quay phim của đài. Là trận đấu vào vòng trong của cái anh đấu tím. Gà tre đó chứ gà đầu. Nghe tôi nói nè. Giờ ai đây em đầu thắng không? Đây. Có nghĩa là chung ấp sẽ nhường nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ vậy là không hay không, tại vì hiếu hẹp play á, ví dụ như thì thể thao thì đấu phải hết mình chứ sợ mình nghĩ là cái này có nhường đó, nhường để tranh giải thôi, tranh giải cho áp thôi. Đây đồng cân đồng lạng này, mình thấy hai cái bạn này thi đấu. Cái anh không đỏ này anh nhiệt tình quá, anh vô tới sân. Là cặp đấu thứ hai. Cặp đấu thứ hai. Cái này mình không thấy. Không biết có quy định hạng cân gì không? Cái gì là quy định? Thôi anh giữ đi, không có thôi. Lỗi. Lực ta đi ra mà thi đấu có 6 người đăng ký, có mình ông thấp ký nhất thôi. Giờ hạng cân mình ông là đâu có. Quy định hạng cân hình như là không đồng đều á, nên gây khá nhiều khiếu nại trong mọi người. Lúc cái giờ trước lại sao chút. Ừ cho đại đi đấu gì đấu chữ, ăn thua lẽ thường. Ăn chơi vui mà đi thôi. Lúc cái giờ trước lại sao chút. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đi chán, từ. Mấy hàng cân thi đấu hình như là số ký không đều quá, nói chung là cân nặng á. Chơi vui mà đâu có gì đâu, mình đi thua thôi. Nó nguyên nó ra vậy thôi, mình chịu, như đưa 80 ký nó bỏ ngoài. Chơi luôn, bỏ ra nghỉ. Chịu lại toàn. Đây con đi dàn cho Phát đi con.
Đây là hình như là tại vì có ít cặp thi đấu quá. Rồi, thứ ba. Ủa, quý rồi nữa. Cái này bà quý luôn á. Bà quý rồi. Quý. Chỉ là cái này giải đấu thì trên mang chắc là áp thôi, bởi vì còn khá là nghiệp dư á. Còn quy định về số ký là thấy mình thấy không đồng độ rồi đó. Cân nặng ở đây mình biết có quy định về số cân nặng không, mình chưa thấy. Như là cái mấy cái người mà có chụp cân nặng tốt thì thấy là có lực đó. Như có 6 người hay gì rồi sẽ tung đồng xu để chọn chọn đầu đó. Đó, cặp đầu tiên sẽ chuẩn bị thi đấu. Đây là cái vòng tròn màu vàng. Đó, trận đấu bắt đầu. Rồi, nhẹ nhàng. Đòi áo tím sọc à. Với cân nặng được chọi để giành chiến thắng. Bây giờ là chuẩn bị sang hiệp thứ hai. Mới vô là ông thử sức đó, bây giờ ông để hết sức là mày hết sức luôn. À, đúng rồi, giữ mà đừng giữ chứ. Thầy. Dạ. Trận đấu bắt đầu hiệp thứ hai. Lại là áo tím thắng chung cuộc 2-0 rồi. Anh bé đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Đây trước khi thi đấu thì trọng tài sẽ phổ biến luật chơi đó. Phổ biến luật cho đó, hướng dẫn đẩy làm sao đối phương mà bị chạm một chân ha, coi như bất kỳ bộ phận nào chạm xuống dưới sân ba chạm, tức là hai bàn chân mình cộng một cái phần nào đó là bị loại thua ha, đẩy đối phương tôi ra khỏi vòng ha, khi đẩy ra đối phương khi tay rồi lên thế này rồi đẩy ra thua ngoài đơn giản vậy thôi. Đó, này là sẽ đẩy với 3 hiệp, 2 thắng 2 thì 2 thắng đó. Và chuẩn bị là cặp thi đấu đầu tiên. Đây có thời gian nghỉ ngơi xíu không? Trong vòng hình như là có 6 vận động viên đăng ký thi đấu thôi. Bởi vậy ít quá ha, trong ấp mà có mấy người không? Mấy người thi đấu không? 6 người mà nãy ai cũng dự đoán là anh áo tím này á, có thế với lại có sức á, sức mạnh cân nặng nữa, dễ dàng chắc mình cũng dễ dàng. Đây là trận chung kết. Đây. Trận chung kết chuẩn bị diễn ra vô đội áo tím mà xanh này mình không biết có ra. Trời hay quá. Wow. Cái ba nè, trong vòng mà khoảng chưa đầy 5 phút mà mình thấy mấy trận đấu diễn ra sắp xong hết trơn. Lẹ quá. Hỏi mà ai phải chịu lên cân rồi lại lên nó mới hết thế. Nó không có tâm cái lại lên rồi. Anh phải nâng lên như này. Đây là cái lông vòng vàng. Cái sức không hồi tới đẩy để không nổi. Đẩy nó lên phải cái góc mà đè xuống tay nâng lên. Mình thấy
đây khán giả cũng nhiệt. Đây mình thấy những người có chịu cân nặng tốt quá thì có sức đó, người ta sẽ đẩy tốt hơn. Đây. Dạ. Nghiệm quá. Trận đấu tiếp tục hả? Đây là bên kia góc nhiều người ta bu quá. Cái cuồng lão xanh của Lê Khánh Coffee đã giành chiến thắng. Đây là mọi người chuẩn bị tập trung lại cái bàn này để thi đấu ha. Kéo tài, bóp tài. Đây. Không gì đâu, không gãy đâu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, gãy cái tay. Kẹo hai người đứng đây kẹo này. Đây, cây sao gãy. Đây mọi người đang thử sức của cái bàn coi cái bàn nó sức chèo của nó thế nào. Phương đâu? Phương ngoại ơi, sao mày trước ngoại Phương? Rồi đây lực xong. Thì chúng ta sẽ quy định về luật. Là không được đụng bàn đúng không? Đúng không? Cách nhau 2 mét đi. Đây là khán giả người ta vô người ta thử sức đó. Rồi giờ tới sẽ chữ qua giật tay. Đó, bây giờ thi xong rồi sẽ ghi tên để hồi công bố giải nhất nhì ba. Đây cổ động viên nhiệt tình. Mọi người bu vô cái vòng quá trời luôn nên mình không có vô được, mình phải ra đây. Đó, mình leo lên cây thang. Đúng đây không khí mọi người. Tiếp theo là một cặp. Cố lên Tân ơi, cố lên Tân ơi. Người ta xanh thua đen thắng rồi, đổi góc. Quá trời người coi nên mình không quay được, mình phải rồi cái tay sao? Ờ đúng rồi, vậy mở luôn tay. Cái nhỏ hơn. Đó bây giờ vòng lại xe cái gì? Rồi cãi không sao? Hồi bữa nhỏ gì thiếu miếng bánh phấn gì nhầm chứ. Kéo rồi. Rồi hợp thêm bên rồi. Hai anh cứ chịu tay lên coi. Ok nha. Rồi những cái tay sẽ giả quay. Cầm trong vòng rồi, không được đâu. Mình ăn cái bên đó rồi cái gì đó.
Vậy một cái một hả? Em sẽ tranh với bà tôi. Đó, đây là vận động viên chuẩn bị vào tranh chung kết nè. Đây, giải bài giữa tư nè. Chăm vào, canh vào. Rồi, hai cái tay mà hai cái gì. Rồi kéo lần hai không? Kéo lần hai luôn. Đây là tranh huy chương vàng nè. Quỳ đâu? Tranh huy chương vàng. Cố lên Tân ơi. Anh thấy cái màu của em rồi. Rồi từ từ thôi. Vô thế đi, vô thế. Đây là trận chung kết luôn. Chuẩn bị. Không đánh đập nữa. Rồi kêu thổi rồi. Thổi rồi, thua. Cho luôn, cho luôn. Cho anh vui vẻ luôn. Em phải làm đúng vậy. Thôi đổi bên. Ta thổi là con phải buồn nữa, không buồn đắp lên. Nói rồi. Đã mới vô bắt tay rồi. Nhưng mà thổi trời là con phải đủ đi. Thổi chim, thổi chim. Thổi trời là con phải thổi trước lên. Kéo thiệt cái này đủ má chứ phải lấy ta. Mình đến 1, 2, 3. Thổi lên. Mùa sao đi mày. Gà nồi với gà tàu vậy không kéo. Nói giành chiến thắng thuyết phục luôn. Không thua trận nào luôn. Mọi người tiếp tục lại ban tổ chức để chuẩn bị thi môn kéo co. Hình như kéo co này không biết bao nhiêu người tham dự luôn. Lâu lâu ở đây mình có, mình thấy đông đông mình vô mình xem thôi. Chứ mình không biết là ở đây thông báo hồi nào diễn ra luôn. Đại hội thể dục thể thao Sao Hòa Khánh lần thứ 10 năm 2020. Bữa nay hình như là mình nghe nói có 4 đội thôi. Mỗi đội đội trưởng sẽ đội đăng ký. Đăng ký với ban tổ chức. Sợi dây này nè, đó, kéo bằng sợi dây thừng nè, đó. Đây, kéo cờ. Thì mỗi đội hình như là có 6 người. Mày hay mày đứng dứt nhất mình đứng ngã nghe, không có chơi cái trò đó. Mình đứng làm sao? Đúng không? Mình sử dụng lực mình kéo đi thôi. Đây trong bài sẽ nói. Chiến thuật của mỗi đội. Đây. Này đội đấu với đội bên đây. Rồi được rồi. 6 rồi. Rồi được rồi. 2 4 6. Trời ơi, không có thêm vô ngang. Cuối nè. Kéo. Ăn rồi. Cố lên. Cố lên. Rồi. Rồi là sẽ giành chiến thắng đây. Mỗi đội đều có 6 người. Đây. Rồi cứu chúng này. Rồi, đội bên đây thua rồi. Là bây giờ quy định chưa rõ nên lại chưa nghe tiếng còi á, có một đội á tưởng ăn rồi nên buông ra. Đó, nên là tưởng ăn rồi buông ra, cuối cùng là đội bên kia giật lại nên quay ngược tình thế liền. Đó, bây giờ sẽ đổi cái bên. Rồi đổi bên đi.
đây là cái miếng mứt nè. Đó. Đổi bên, kéo lại một lượt nữa. Nhìn như vậy. Này. Đuối à, kéo một lượt này, kéo này rất là sức, dùng sức nha. Hồi xưa xưa mình cũng kéo hơn. Thôi có kéo không Tân? Thôi có kéo không? Đây, để kéo kéo cái tay giờ đổ mồ hôi chán luôn, là đổ mồ hôi hột luôn. Thi đấu sân này thì mang dài sẽ đảm bảo an toàn cho đôi chân hơn nhiều người mình thấy đi chân không á, thì đan này rất là trơn, rất là ghét luôn á, kéo mà dễ bị chạy chân, tại bám mấy cái ngón chân này xuống dưới nền đó. Đó. Chuẩn bị kéo lại lượt hai nè. Đó. Mọi người đều căng dây, chuẩn bị căng hết trơn. Nãy nữa bên đây ăn rồi mà sao tự nhiên buông ra cái bên kia kéo lại. Nó có trọng tài luôn, ăn thổi ra cho ai. Rồi kéo lại luôn hết luôn. Rồi. Thay đổi chuẩn bị nghe tiếng gọi của trọng tài nha. Đây. Đó. Rồi. Đồm đây thua rồi. Tỷ số 2-0. Phần thi của hai đội còn lại. Áp mà sợ gì hết Tân? Áp mà sợ gì? Dạ. Áp mà đây sợ thôi. Đây. Cổ vũ à. Ủa đội này là áp gì Tân? Hòa Hảo hả? Đội Tân á. Đội áp Hòa Pháo. Mày đứng dậy, đứng dậy này mình đội bên đây mình thấy đồ con không nghi rồi này chắc thắng quá. Đội bên đây toàn là có cân nặng không à. Một bên vậy thôi, ông này qua đây nè, một bên vậy thôi. Quá căng thẳng luôn, độ bên bển cân nặng mà.
cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên Tân ơi, cố lên Tân ơi. Rồi, bên đây bị lỗi hả? Rồi đội bên đây bị thua rồi. Cuối cùng là đội bên kia thắng rồi. Tại đội bên đây bị lỗi sai quy định. Nghỉ mệt ở bên. Đấy. Cho thời gian nghỉ mệt. Tiếp tục lượt thi đấu thứ hai nha. Hồi nãy đội bên ấp Hòa Hảo thua rồi. Nhìn sẽ đấu lượt hai. Đây. Nghe tiếng cười của Dông Tài. Căng như sợi chỉ luôn. Đây là hiệp thứ hai quyết định. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi, bên đây bị tụt rồi. Rồi. Đây cuối cùng là đội kia giành chiến thắng. Bây giờ là tỷ số là 1-1. Một đều. Giờ xét đấu quyết định nha. Giờ hai trưởng đoàn của hai đội này nè, tiến hành bốc thăm hay không, hay là tự chọn bên nào? Bốc thăm hay chọn bên nào? Giờ nếu đủ hay không thì đó. Làm mẹ luôn. Theo tôi thì tôi có cho bốc thăm. Bốc thăm đi, bốc thăm đi. Đây vô hiệp thứ ba rồi. Bốc thăm đi, đây. Bốc thăm đi rồi. Đúng chơi. Rồi trưởng đoàn mới đây. Chơi luôn đi. Trưởng đoàn mới đây đâu? Còn ai còn bắp kia, bên kia rồi. Phải có mặt chứ để người ta không thấy sao? Bên đội này là gì? Đó có quả rồi đó. Bố đâu? Rồi giờ cũng động bắt anh cái nào chọn? Muốn là mình tay cái còn chỗ thầm. Rồi thôi mình chỉ chọn thôi nè. Nè đây, bên kia em gọi bên kia luôn. Rồi bên đây. Nói ăn thì ăn luôn bên đây, ăn luôn chứ đâu nữa. Kéo luôn hả? Rồi Hòa Hảo ở đi. Kéo xong hai hiệp đội nào cũng mệt hết trơn. Chưa. Lên đi. Chưa. Rồi cái con ấp Hòa Hảo. Lên hiệp quyết định thắng thua. Ngãi đó đúng rồi, ngãi rồi, đi 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 đó. Cái gì đó? Rồi, luôn, luôn. Luôn. Rồi đội này thét nhào hết trơn rồi. Thắng rồi. Bên đây bên nào? À, Hòa Hảo rồi vậy. Dạ. Hòa Hảo lực quá. Hòa Hảo đụng với Hòa Lược. Hòa Hảo đụng với Hòa Lược hả? Đây, cái con mệt. Đuối rồi nó mệt. Đi mệt chứ đi nha, đụng với Hòa Lược. Kéo xong rồi, mệt quá. Một phần đồng viên thi đấu quá nhiều môn luôn. À, kéo co nè, đánh banh nè, kéo tay nè, đẩy gậy nè. Nói chung là mình không biết là đăng ký như thế nào luôn. Thể thức thế nào mình thì ở đây mình không rõ, nhưng mà mình thấy một người thi đấu 3-4 môn này. Vẫn bị tranh giải bài với đội hai đội nữa.
Đây. Trận tranh với ba. Mỗi đội gồm có 6 người nha. Đó. Đây tại vì mọi người đu bu quanh hai bên nên là không gian nó ở đây nó hơi tối á. Nên mình không có thể quay rõ hết là hai đội bao nhiêu. Đây. Cố lên. Cố lên chú ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi. Đổi sân giờ kéo set 2. Set 2 của trận tranh dễ 3. Kéo lượt thứ 2 và đổi bên. Này. Kéo lượt thứ hai của trận tranh giải ba. 3-4, đội nào thắng sẽ giành giải ba. Đó. Rồi, bạn này lực cái ghê luôn. Chắc tập gym. Rồi. Chắc đội bên đây không lại quá. Bắt đầu bị tụt rồi. Cố lên. Cố lên. Cuối cùng là đội bên kia đã giành giải ba. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Bây giờ sẽ bốc thăm. Bốc thăm kéo lượt ba để kéo sẽ chọn bên sân nào. Cần gì anh em đăng ký anh thấy đâu. Sáng mình đứng góc này nè, mình nhìn thấy có chữ X không mà mình đọc là đại hội thể dục lần thứ hai lần thứ 10. Nhiều khi gió nó không còn khi 9 khi 10 đó. Đó bây giờ là chính xác là lần thứ 9 nha. Định xét thứ 3 của trận tranh nhà hạng 3-4. Đó. Dạ khách, bốc dài khách. Cái đi tụt dây hết. Lộn dưới nách rồi dòng ngược lên. Xin lên chút. Để hồi kéo. Thu dây lên. Để hồi kéo tới cuối cùng cái bực đó. Quấn dây vô cái bụng khỏe. Đây, xét quyết định nhá. Đội này có cân nặng nhưng mà không biết có sức mạnh không thì mình không biết. Trận mỗi hiệp kéo co này mình kéo 3 lượt. Nếu mà hai đội về nhau 1-1 thì kéo xét thứ 3. Rồi nào ăn hai xét trước thì sẽ giành chiến thắng và đây là xét thứ 3 của trận tranh hạng 3 hạng 4 nha. Chịu anh thôi. Nhả lại. Rồi. Đội bên đây làm không lợi rồi. Rồi. Đội có sức cân nặng thì lại thua rồi. Và hai đội tranh nhất nhì sẽ bước vào lần lượt. Đó, cái anh đầu tiên là anh kéo luôn đi lần đầu tiên. Chung kết nha. Chung kết trong mơ. Ở chung kết này đội nào với đội nào anh? Hòa lượt chứ hòa hảo. Hòa lượt bên đây. Hòa hảo bên kia. Hòa lượt chứ hòa hảo. Này. Đây hòa hảo nè. Gồm có 6 thành viên là trọng tài. Rồi vô không? Rồi. Đây. Tôi qua lượt. Tôi kêu miết, còn miết nha. Đây qua lượt. Đây là trọng tài. Rồi vô anh ơi, bước xích vào chút xíu đi. Rồi hai đội chuẩn bị. Biết không?
kết. Rồi, cái kia đỏ mặt luôn rồi kìa. Cái gì? Quá trời đỏ mặt luôn rồi kìa. Cái kia nào cũng xỉu không trời. Trời ơi, té rồi. Té lăn cù hết trơn rồi. Rồi cuối cùng đội hòa lượt giành chiến thắng rồi. Xét 1. Rồi, nằm luôn rồi. Mệt quá. Chuẩn bị là xét thứ 2 của trận chung kết nha. Thì xét thứ nhất đội hòa lượt đã giành chiến thắng, đội hảo thua. Và xét thứ 2 này đổi sân. Đổi sân thi đấu xem đội nào. Nhưng mà nếu mà hòa lượt giành chiến thắng được này thì giành luôn hạng nhất. Còn nếu mà về thua thì hai đội sẽ bắt đầu thi đấu lượt thứ 3. Đây, bên này đổi chiến thuật rồi. Đổi bàn tân lên áo đen lên đầu tiên. Đó. Căng như dây đàn nha. Trận chung kết. Bên này sao không chia ra đều đều quá, đứng hai người đó sát thôi. Chú quần đen sẽ xuống xíu khúc này. Đó, trận chung kết chuẩn bị thế còi. Đó. Đây bắt đầu. Cố lên. Rồi. Cuối cùng đội hòa lượt đã giành hạng nhất là chiến thắng 2-0. Xong mà ngồi hết trơn rồi. Hòa lượt đã giành chiến thắng, áp hòa lượt. Này đội vô địch nè. Đây mình thấy tổ chức còn thấy nghiệp dư quá. Như sáng tổ chức tại sân trường này thì bóng đá một giải, đá bóng đá thì đá một sân, đánh bóng chuyền đánh một sân. Còn mấy môn đẩy gậy với kéo co thì tổ chức tại đây với giật tay á. Nhưng mà bây giờ thì về hết trơn rồi, còn giờ phải điện đợi lại mấy người mà bên giải phải lại nhận đó. Đây. Đây bây giờ sẽ làm lễ bế mạc đó. Đây, phát quà, phát phần thưởng sáng giờ thi đấu. Đây bóng đá thì tổ chức một sân, nhưng bóng chuyền thì tổ chức một sân, nhưng mà sáng này đây thi đấu không rồi, nhưng mà không có tổng kết. Bây giờ thì mới làm lễ tổng kết bây giờ. Giải ba thuộc về đơn vị Hòa Hảo. Môn cá ba giải nhất thuộc về đơn vị Hòa Lộc. Giải nhì thuộc về đơn vị ấp Hòa Hảo. Giải ba. Đây giờ là lễ trao giải bên phần bóng đá nhất nhì ba. Đại diện của mỗi ấp tham dự sẽ lên nhận giải. Là chào bên bóng chuyền. Đó. Dạ bóng chuyền tổ chức nhiều mấy cái áp á. Đây là kéo cò. Đây là môn đẩy gậy nè, kết quả môn đẩy gậy.